Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Futsal hay còn gọi là bóng đá trong nhà, chơi trên sân có diện tích nhỏ hơn so với sân thông thường. Chính vì vậy, nó bắt buộc các tuyển thủ phải có nhiều kỹ năng cũng như cách xử lý linh hoạt hơn, từ dẫn bóng, chuyền bóng cho đến ghi bàn. Ở những trận đấu như thế này, bạn sẽ thấy thủ môn không còn là một người chăm chăm vào gác đền nữa, mà họ toàn năng hơn ở mọi vị trí. Chúng ta hãy cùng điểm qua những hình ảnh sau đây. Thủ thành Higuita bên phía Kazakhstan là một trong những thủ môn có khả năng chơi chân rất ấn tượng. Những trận đấu của đội tuyển quốc gia này có khá nhiều tình huống tấn công đáng chú ý đến từ anh, kể cả một số pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Và đấy là một pha qua người tuyệt đẹp mà thủ môn mang áo số 1 đã thực hiện theo kiểu xoay compa, giống như huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane. Đừng nghĩ rằng bóng đá trong nhà thiên về kỹ xảo chơi bóng nhiều hơn thì sẽ thiếu đi những bàn thắng đẹp mắt. Hoàn toàn ngược lại là khác. Các trận đấu trên chiếc sân nhỏ này rất đa dạng với nhiều kiểu ghi bàn khác nhau. Có tình huống độc diễn kỹ thuật, có những pha sút bóng sút xa hoặc những cú ngã người vô lê ở tư thế cực khó. Nói chung, đây là những bàn thắng theo dạng tuyệt đỉnh cung phu, làm mãn nhãn người hâm mộ. Nhưng mà những người thực hiện không phải là một tiền đạo, mà là những người gác đền có lẽ đã quá nhàm chán với khung gỗ. Nếu như trong bóng đá sân 11 người thì thời gian bóng chết sẽ được trọng tài bù lại sau khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên trong bộ môn futsal bóng đá 5 người thì thời gian sẽ dừng lại nếu như bóng chết và sẽ không có bù giờ. Việc dừng thời gian khi bóng chết cũng đem lại sự hấp dẫn cho môn futsal này. Trong rất nhiều trận cầu đỉnh cao, có những bàn thắng đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả khi nó được các thủ môn tạo nên ở giây cuối cùng của trận đấu như thế này. Trong luật thi đấu của futsal, khi cầm bóng, thủ môn có 4 giây để chuyền bóng. Nếu để bóng quá lâu, trọng tài sẽ cho đội kia đá phạt gián tiếp. Đồng thời, cầu thủ không được phép chuyền lại của thủ môn sau khi thủ môn đã ném bóng vào cuộc. Một khi thủ môn đã nhả bóng bằng cách đá hoặc ném, anh ta không được chạm vào bóng lần nữa cho đến khi bóng bay hết hoặc bị đối phương chạm vào. Nhưng mà thủ môn có thể chơi tự do như một cầu thủ bình thường khi ở trong phần sân của đối phương. Chính vì thế không có gì lạ nếu thấy trong những trận cầu căng thẳng trong bộ môn futsal, các thủ môn thường xuyên băng lên tấn công ghi bàn và khả năng dứt điểm của họ cũng chẳng kém gì một tiền đạo thực sự cả. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bonds and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap, I got nothing to lose. Một quả phạt penalty sẽ được thực hiện từ chấm đá phạt đền 3,6m tính từ khung thành, nhưng mà cú sút sấm sét không thể đánh bại được thủ môn đã dùng mắt của mình để cản phá. Còn có những pha cản phá hay cũng chẳng kém gì anh chàng mới bị choáng vừa rồi, bất kể là sân đấu lớn hay nhỏ. Những pha cản phá thành công với phản xạ xuất thần luôn chính là bản lĩnh tuyệt vời nhất của các thủ thành.
Nếu như nói các thủ môn hiếm khi cảm nhận được sự phấn khích khi ghi bàn, thì phải xem lại điều đó lúc bạn xem một trận futsal. Bởi đơn giản, không có điều gì có thể ngăn cản họ thử vận may. Mặc dù nhiệm vụ chính là cản phá những cú sút của đối phương, song nếu có cơ hội, họ vẫn sẵn sàng trả lại cho đối thủ những cú sút trái phá dạng này. Nếu như mà không có màu áo đặc biệt nổi bật, chưa chắc ai cũng có thể cảm nhận ra những cú bắn phá này là do các thủ thành thực hiện. Quan trọng hơn là chúng đều biến thành những bàn thắng thuộc dạng siêu phẩm. Tiếp đến, chúng ta lại chứng kiến một pha lốp bóng kiến tạo cực kỳ đẹp mắt. Nói đi nói lại thì bóng đá trong nhà có nhiều điểm khác so với bóng đá sân cỏ. Điều luật về thủ môn được quy định rất nghiêm ngặt. Nhưng mà chính vì thủ môn của Futsal có thể trở thành một cầu thủ ghi bàn bất cứ lúc nào, do đó họ chưa bao giờ bỏ lỡ những cơ hội ghi điểm nếu có thể. Chỉ khác ở chỗ, khán đài quá nhỏ và lượng khán giả không nhiều, nhưng ai dám nói rằng những bàn thắng thế này không đủ đẹp mắt đâu. Nhân tiện giới thiệu một chút về top những thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới. Trong những cái tên nổi tiếng thế giới như Guita của Brazil, Sarmiento của Argentina, Butilov của Nga, Feder Pérez Rodrigues của Tây Ban Nha, Việt Nam cũng có tên tuổi lọt vào vị trí top 10, đó là Hồ Văn Ý, thủ môn Đông Nam Á duy nhất và là một trong hai thủ môn châu Á có tên trong danh sách bầu chọn hồi năm 2021. Cho nên nếu nói bóng đá Việt Nam chưa đủ vươn tầm ra thế giới thì đó là điều chưa hẳn khi mà đề cập đến bộ môn futsal. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé.